Rồi đó bạn nha, nay mình đi bắn cá với tuấn già với bằng chí rồi bạn. Chí gắp bơ. Cá nó lội lên các bạn. Con bự nhất là ở sau nghe chí. Giờ mình gần mấy cây cầu mình bắn anh em. Rồi làm đi, làm đi. Tứng làm bạn. À, dưới dưới khoảng nhiều. Lặn à. Bầy bự, bầy bự. Kìa 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 chí. Mũi em dạy nước nước sâu được. Con đầu tiên. Chẻ giữa luôn. Trời ơi. Cá cá bự. Cái này bắn cá ngít nó kiếm mồi nướng anh em ơi. Kìa vô mé kìa, thấy không? Vô mé đi ơi. Ngay đọt cá muốn. Nè, cá lội nước ngược nước ơi. Nước đang vô. Rồi, em bắn này, em bắn bên đây. Này nè nè nè, sau lưng em nè, qua lại lấy. Nè, cá bự nè, thằng Tứng nó lùi xuống nè, thấy chưa? Một con nè. Sao không lụm được em? Bụt quanh kia. Trời ơi. Không hiểu ý hả? Một em. Mình canh canh đường vậy thôi luôn vậy thôi à. Dính. Cái mèo ơi. Trời ơi, dính cái nhỏ chứ cái bự rồi. Này ơi. Dính cái nhỏ chứ cái bự. Không, cái nhỏ mà. Cái nhỏ nữa chứ cá bự bắn chút cái nhỏ không cá bự sảy. Rớt đâu rồi? Thôi đi cá cũng đây nè. Trời ơi Tứng ơi, hai ba con này Tứng. Mày chạy nó đi. Trời ơi là trời, trời. Anh nói em gọi cá bự mà. Hai thằng. Bốn này là 800 gram nha anh em. 200 gram đến ký. Nè cá nửa ký nè. Rồi dính. Đồ mẹ mày. Tứng chuẩn bị Tứng ơi. Chuẩn bị Tứng ơi. Một em. Ê chừng tà mũi. Let's go, let's go. Bốn lạng. Không được bự lắm. Khoảng 300 gram. Thôi rồi. Hai lạng slin shot. Shot tít. Shot tít. Yes. Yes. Come on, come on. Yes. Good fit. Oh man. Good man. Good boy. Okay. Okay, come on baby. Fail. Hey, like it.
Ok, bé. Come on. Ok, ok, baby. Come on. Come on here. Yes. Hai ba con. Em làm cho nó được mấy con? Hử? Như vậy. Lụm đi. Chở đâu rồi á? Cái đồ eo giữa mưa này em ơi, mấy cái này sao khó nhai quá. Dính à. Hay quá nè em ơi. Dính nè mày. Một em phải kéo nhanh anh em ơi, tại khu này á cày dưới dừa nước không, mình mà kéo không nhanh á là nó sẽ nó kéo vào trong cái gác á là mình đứt mũi đó, lực là mình phải kéo thật nhanh lên đó. Lên bờ có gối gì mình gỡ đó, được con nữa nè, con cũng khá bự. Tiếp còn ngoạn bày nha anh em. Chưa em ơi, bắn đi em, nó tập trung đây nè, kìa lờ lờ dưới cái bự kìa, đèn con nè. Bự nhỏ gì lỡ dính là lụm hết. Dính hả? Hả? À, anh nói rồi. Ôi ôi. Trời ơi, em thấy lên cái lưng đen thui à. Tự nhiên còn em, anh nói gùi, nói gùi cá bự mà. Máy quay nó chưa chết nghe. Rồi quay rồi nè, có đo ký không? Đây con này bự nha, móc vô ơi. Nè móc vô ơi, anh nói em gùi mẹ đi nguyên. Đi nè em mới cân liền. Ủa quay sao thấy cái cam nó không chớp ta? Đang quay, đang quay. Nè móc vô. Móc vô họng nha anh em. Móc mẹ, móc mẹ. Cần bao nhiêu ký? Chầu, mày đen lắm chắc đấy. Anh nói em rồi mà, hàng này, hàng VIP slip mà 505 gram. 515 gram. Trời ơi trời. Trời ơi nửa ký. 515 gram. Quá đã anh em ơi. Thấy chưa, nói em sao? Còn nửa ký mà. Tiếp anh em. Thấy. Mới đi con cá về. Ui, ui. Có con cá nửa ký trong này mà nó nặng cái thùng ghê à, trời. Đi sương sương về thì được mớ cá nướng có dưới 1 ký rồi. Chứ mà trời. Tí cũng gần nhà. À. Để gỗ này, để gỗ này cái mình xối nước cho sạch. Ừ. Thì giờ đi sương sương tính làm con cá đâu nửa ký vậy đó. Mình cũng tính cân luôn các bạn nhưng mà thôi đi. Mình bắn đủ ăn mình về các bạn. Trời mình nướng mấy con này nè anh em. Trời ơi, cá con tưởng bắn nè, con này mới xiên hồi nãy nè. Trời ơi, chút đèn nè em ơi. Sắp 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 sắp, đẹp đẹp ơi. Đẹp ơi, mập không à, được con này mập nè, con này con gái mập nè. Con này mập nè, lưng trắng, lưng cong nè, con này mập nè. Hai thằng này một chỗ nè. Hai này lại bắn cái gì? Ờ, em bắn. Hai thằng này một chỗ. Đã như trời. Rồi, bên này mình nướng ấy nè em ơi. Anh em muốn mua thùng bi ná, mua ná bắn cá thì anh em có liên hệ số điện thoại màn hình nha. Anh em bắn xương xương quay vài pha cho anh em thôi. Vài bữa mình đi kiếm cá ký mình bắn. Còn nửa ký thì nhóc anh em ơi. Quá đẹp. Giờ đục than. Đi chơi tí. Mấy bữa nay mình chính chuẩn bị ăn nghe mọi người. Giờ mình đang xương quất nè. Vô đây ba. Trời ăn trực là nghề của anh. Dứt vô thôi. Chuẩn bị ăn múc ban nha mọi người. Quay quái cái này mà chấm cái tới không chuyện luôn nha. Quá ngon rồi nè em ơi. Vô không? Vô không? Vô không? Vô không? Vô không? Vô không? Vô. Mấy anh em ngồi bên đó đây em ngồi đây. Ừ. Thử cái nè. Tức. Thử nè. Thôi. Đây nè. Kéo qua cho anh ba ngay ngay mặt anh ba chứ. À. Chết trời gớt.
Rồi quá đẹp luôn ba ơi. Vô. Mời à. Quên 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 nhỏ nhỏ thằng nó đã nằm hơn. Nó ngọt hơn, nó dễ. Thích bắn cái con màu bốn tay giờ, bốn tay giờ. Vô màu trắng. Đúng rồi. Thấy bắn ngồi cho mày ngoài trong cái chú trong hồ kìa. Màu trắng. Vậy được ngắt. Con tính ngắt là cái con cá gì lưỡng tính. Nó lưỡng tính. Đó là chả cá. Ngày nào anh bắn cá mà. Tại do làm cái sớm trước nè. Rồi ngày nào anh bắn cá rồi ngày nào cũng ăn. Không ai chơi với em nhỉ. Ngày mốt xong rồi mình bắn nó hú. Ăn ghét rồi mình đánh cá phi là mình chạy xanh nước luôn đó cả nhà. Thiếu thiếu gì không? Tôi lúc mặt. Thì tối mặt đúng không? Được. Đây này cũng được các bạn ơi. Ngay cái cầu dán mà gần nhà của anh Tèo tới đó. Đứng đứng cái cầu đó thôi. Cá từ đầu lên bắn. Có đường rồi cầm kính đó. Giờ này hai em mới đem cho hai đứng trên cầu á. Đúng không? Với ông bà mà từ để biết không nước mặn lên đi. Mấy cái sông trong đó cái sông ngã hậu rồi. Bảo là đây, hỏi mấy cái chỉ chỗ đường chỗ cống đá đó. Giờ đây bắt nhấp luôn. Đó mẹ đi tính bắn con cá bự sớ thật. Bé không đá đi vô trong kia nữa kìa. À chỉ đẹp. Dính còn mà sảy. Còn quá nhà. Rồi các bạn, vừa bên đường bé. Chịu chung cơm chở có nhiêu đây. Hello Rito Ronaldo. C7. Bà đưa bà. C7 đâu đã vậy? I'm fine. Yesterday, it fit. Quả. Mà bắn chim mà nhưng mà không thời gian nên bắn cá vòng nhà ăn mà. Nào cũng bị xong xuôi chứ bắn được. Tôi mới à. Hello, cái tô này đồ. Nước vô. Cá còn không? Còn. Đó. Ừ. Đúng đi. Tại xóm không bào thôi. Anh đi làm trời ơi, cá xóm hỏi Tấn rồi. Bắn mấy cá bự, mấy cá nhỏ thôi tôi bỏ không. Tấn còn nói bắn canh mấy cá bự nha anh. Qua rồi, bắn một cá bự. À, bê gần mà bê bắn cái con khoảng cả 800g à. Bê bắn hụt. Đừng có tức hoài luôn. Nó còn, nó hết rồi. Bây giờ anh bắn con, rồi nó lại lên con. À, con cá ký rồi. Còn 8.80 nó còn. Nó hết rồi. Nó hỏi đổi đầu lên dần dần. Bắn hụt đứng tức hoài luôn. Cái bữa này mà bảo bắn hậu kiến đi. Không biết đâu. Anh tại vì ngắm ở đây nè, nếu mà bắn là bị dính kiến. Rồi bắn điểm chết rồi. Hay lắm em. Ronaldo 1000 điểm hay. Anh thấy con cá luôn. Ở đây kia không thấy con cá luôn. Rồi bắn hụt bắt hả? Ừ. Ủa, mà. Không bị chó nắng. Hai dây chồng nhau là mũi tên đi ngay đầu trà. Chỉ bị chó nắng. Chỉ cá nhông được mà. Chỉ gặp gặp gì không? Đưa giữa con cá là giữa con cá. Bắn điểm ngắm. Hello Manuel. Đây, cái nước ngoài nhiều quá. Nước ngoài vô không à? Nước ngoài vô mấy em á. Cơm ba lan ngon lên nữa. Trăm gửi. Cái gì? Anh kén nó vậy á. Ta làm quen, anh là gì không em? Mà như mình quen nhưng mà chúng quen đó. Không có mới. Đấy, bình thường đó. Nhưng mình anh em trong nhà rồi đi nhau chơi. Đúng. Càng cảnh lên rồi. Điều cherry đi. Mà ngắt dữ vậy. Xong wifi sạch rồi. Đó. Đó. Sẽ được chuyện gì kỳ vậy? Anh hiếm. Gớt hả? Gớt. Gớt. Nói anh á. Có ai gọi không? Bây giờ. Bé không? Ủa, vậy không vậy? Ngày mai dắt chú anh thằng nắng không chứ vô. Ủa, vậy không vậy thường hả? Em phải căng ngồi chứ. Mai quay kiếm. Anh kiếm thì bị kính. Em mấy đường được. Mấy người ta? Mời chừng nào đi bắn của em đi. Chứ mà em mà không có kính em ăn đi bắn em. Và anh ăn mỗi ngày ngắn. Chứ mà em mà không có kính là thua liền. Vậy đây bị gì kìa? Không biết. Do ngồi anh ngồi. Đúng, bình thường mà. Vậy không thể bình thường mà. Ai nào ý liệt? Do you say ý liệt? Kỹ ta. Do you say ý liệt? Ok, tomato. It's tomato. Nghe cà chua nha. Ngoài vô nhiều quá, cái nó đứng luôn rồi. Đấy. Cái tố cáo không á? Ké. Chúc đi. Nè, tomato. Không bán mạng qua tay. Nè, tomato nè, quý vị. It's tomato. Ăn rồi lại ké nữa. Này cà... Quá dễ tậu vậy, ba. Cà này ở... Mới ngon, không đạt được, mới ngon. Đạt, ta chấm quá, ta chấm rồi cậy, ta chấm luôn. Ăn gạt gì ta?